Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh. Hôm nay, kênh tiếp tục trình đọc cuộc hành trình của các khoa học gia về với Ấn Độ, về với chân lý. Trích trong Hành Trình Về Phương Đông, cuốn sách hay nhất mọi thời đại, khám phá những giá trị vĩnh hằng. Tác giả Spear Bonding, dịch giả Nguyên Phong. Sau đây xin mời quý hiền cùng quý đạo hữu cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Chương thứ tư, Trên Đường Thiên Lý. Cuộc gặp gỡ Ramananda và Sudebabu đã thay đổi tất cả. Cho đến lúc đó, phái đoàn mới công nhận rằng đằng sau khu rừng mê tín dị đoan còn có những chân lý cao siêu đáng học hỏi và nghiên cứu. Sự hiện diện của một vị chân sư bí mật gửi thông điệp bằng tư tưởng cho Ramananda và Sudebabu làm phái đoàn phấn khởi, tin tưởng rằng cuộc khảo cứu sẽ còn vượt xa hơn điều họ dự tính. Cuộc tiếp xúc với Sudebabu đã khiến mọi người bắt đầu cởi bỏ các thành kiến dị biệt, các quan niệm bảo thủ và lòng tự hào của người Âu để bắt đầu quan sát, học hỏi thêm về nền minh triết bí truyền Á Châu. Phái đoàn bắt đầu cuộc hành trình nhắm hướng Rishikesh trực chỉ. Lúc đầu, đường xá còn tốt nên sự di chuyển còn nhanh chóng. Nhưng về sau, có những đoạn đường bị ngắt quãng, phái đoàn phải dùng lừa, ngựa hoặc đôi khi phải đi bộ qua các eo núi. Sự kiện một nhóm người Âu di chuyển trên những con đường độc đạo, hẻo lánh là một điều chưa hề xảy ra. Các sĩ quan quân lực hoàng gia đã hết sức ngăn cản vì lý do an ninh. Mặc dù Ấn Độ là thuộc địa của Anh, nhưng nhiều địa phương vẫn không hợp tác với chính quyền. Việc di chuyển đòi hỏi sự hộ tống của lực lượng quân đội võ trang đầy đủ. Có nhiều vùng, ngay cả dân địa phương cũng ít dám qua lại vì có những đảng cướp hoạt động mạnh mẽ. Để đề phòng, phái đoàn đã võ trang cẩn thận, nhưng trong suốt thời gian di chuyển, không hề có một sự kiện đáng tiếc nào xảy ra. Toàn thể mọi người có cảm tưởng như được che chở bởi một quyền năng mạnh mẽ vô hình. Trên đường, phái đoàn đi qua một đền thờ của đạo Zen. Căn bản của tôn giáo này xây dựng trên chủ trương mở rộng lòng từ bi, Ahimsa. Tín đồ đạo Zen thực hành lý tưởng Ahimsa triệt để. Đôi khi có vẻ quá khích, đạo Zen được thành lập hơn 2.000 năm. Do Đức Mahavira, một vị hoàng tử đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc vào rừng tu và đắc đạo. Ngay khi bước chân vào đền, người ta đã thấy ngay pho tượng Đức Mahavira ngồi thiền. Trên trán có gắn một viên kim cương lớn. Trước khi vào đây, du khách phải cởi thắt lưng, giày dép, những vật gì là bằng da thú, sừng, ngà voi. Tất cả các vật do sự giết chóc mà ra. Sở dĩ phải làm như thế vì giáo lý Ahimsa dạy các tín đồ phái này không được sát sinh, ăn thịt cá, mà ngay trong nhà cũng không được chứa một thứ gì của sự giết chóc. Các giáo sĩ đạo Zen mặc toàn đồ trắng, trên mặt bịt một miếng vải thưa chỉ chừa đôi mắt. Họ làm thế để tránh loài ruồi, muỗi bay lọt vào mũi, miệng. Vì lòng từ bi Ahimsa bao trùm tất cả, lỡ có sâu bọ nào vô phúc bay lọt vào rồi nằm lì trong đó thì phạm tội sát sinh. Không những thế, các giáo sĩ đạo Zen mỗi năm phải nhập thất một lần trong suốt 3 tháng hè, vì thời gian đó côn trùng sinh sản nhiều, nếu di chuyển sợ giẫm lên chúng. Đối với người Âu, việc thực hành Ahimsa có vẻ quá khích và vô lý, nhưng phần đông phái này thực hành giới luật rất nghiêm chỉnh. Họ tin rằng nếu các giới luật mà không giữ được thì không hy vọng gì đi xa hơn trên đường tu học. Một số giáo sĩ Zen còn quá khích hơn nữa. Sau một thời gian tu ở trong đền, họ phát nguyện vào rừng tu và sống lõa thể. Họ chỉ uống nước suối, ăn trái cây và dành trọn thời giờ thiền định. Họ quan niệm rằng khi còn ăn cơm gạo, mặc y phục là còn mang nợ xã hội. Còn hưởng những vật dân cúng của tín đồ là còn mang nợ loài người. Khi tu là phải ly khai với đời, từ bỏ tất cả, không bận tâm đến bất cứ chuyện gì của thế gian như của cải, vật chất và ngay cả mảnh vải che thân. Đạo Zen cho rằng xuất gia phải nguyện tất cả các ý niệm sở hữu, vì sở hữu bất cứ gì đều là ràng buộc, nếu kéo đưa đến sự quyến luyến gây chướng ngại cho việc tu hành giải thoát.
ngay cả các đền thờ đẹp đẽ cũng phải từ bỏ để vào rừng lấy đất làm giường, lấy trời làm nhà và thú rừng làm bạn. Họ dành tất cả thời giờ để thiền định vĩ niệm mở rộng lòng thương đến muôn loài. Nhiều tu sĩ ngồi thiền mà thú rừng kéo đến quấn quýt chung quanh, không hề sợ hãi. Các học giả người Âu đã gọi tôn giáo này là phái lõa thể vì quan niệm từ bỏ triệt để này. Điều đáng tiếc là danh từ lõa thể thường bị đồng hóa với các sự kiện xấu xa, mọi rợ, thiếu văn minh. Khi người Anh đến cai trị xứ này, rất nhiều tu sĩ đạo trên đã bị bắt giam vì tội xâm phạm thuần phong mỹ tục, mặc dù họ chỉ sống trong rừng, không tiếp xúc với xã hội. Khi gác bỏ các thành kiến dị biệt, phong tục và tập quán, phái đoàn thấy đạo trên chủ trương rất thực tế. Giáo phái này tin tưởng rằng sức mạnh của tình thương có thể san bằng mọi khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, tình thương phải hết sức tuyệt đối. Mục đích của nó không giới hạn vào một hạng người nào riêng biệt, mà phải được ban trải đồng đều cho tất cả, không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay tín ngưỡng. Đây là một cải cách hết sức lớn lao vì phong tục Ấn Độ vốn rất thiên vị và chủ trương dị biệt giai cấp. Tín đồ đạo Chen tin rằng con người dù mạnh hay yếu, sang hay hèn, trung lưu hay hạ lưu, bình dân hay vua chúa đều thụ hưởng lòng thương như nhau. Lòng thương chẳng những phải bao la mà còn nồng nàn như tình mẹ con, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm. Lòng thương phải chân thành, thâm thúy, phát ra từ đáy lòng, không thể giả dối hay vị nể một hoàn cảnh nào. Sau khi ban trải tình thương khắp đồng loại, còn phải ban trải đến loài vật, từ con voi to lớn đến các côn trùng nhỏ nhen. Do đó, họ tránh sát sinh, đã đành mà còn không sử dụng bất cứ vật dụng gì do sự giết chóc mang lại. Đạo Chen cho rằng chiến thắng kẻ thù bằng sức mạnh là một thú tánh cần loại trừ, nhưng chinh phục bằng tình thương là đường lối duy nhất để giải quyết mọi việc. Đạo Chen có khá đông tín đồ, phát triển mạnh tại miền Bắc Ấn Độ nhưng không đi đến các nơi khác vì gặp phải sức chống đối của Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Lịch sử Ấn Độ ghi nhận Hồi giáo đã tiêu diệt Phật giáo và đạo Chen một cách hết sức dã man. Hơn nữa, quy luật khắt khe của tôn giáo này không mấy ai theo nổi, và các tu sĩ bịt mặt lõa thể dễ bị người đời ngộ nhận. Có lẽ thế nên tôn giáo này chỉ bành trướng trong các vùng hẻo lánh miền sơn cước. Asman là một làng nhỏ nằm sát chân núi. Phái đoàn dừng chân ở đây một thời gian cho lừa ngựa nghỉ ngơi. Một lý do nữa là gần đó có một di tích lịch sử quan trọng, ngôi đền Yên Lặng. Đó là một ngôi đền kiến trúc bằng đá trắng, xây cất hơn 4.000 năm nay. Trong đền không có hình tượng gì, mà chỉ là một căn phòng to lớn, trang nghiêm. Bước vào ngôi đền yên tĩnh, tất cả mọi người đều thấy trong lòng bỗng lắng xuống một cảm giác bình an khôn tả. Tục truyền, hoàng đế Rapur mang quân đi chinh phục các nước láng giềng đã gặp một vị đạo sĩ nơi đây. Đạo sĩ khuyên vua nên bỏ ý định chinh phục bằng sức mạnh mà chỉ nên lấy nhân nghĩa mà đối xử với người. Nhà vua nghe theo, ra lệnh bãi binh, khuyến khích dân chúng sống theo đạo hạnh. Từ đó, vương quốc Rapur được hưởng một nền thái bình, thịnh trị. Thời gian trôi qua, đến nay chẳng còn mấy ai biết đến thời đại của hoàng đế này, nhưng ngôi đền xây cất để kỷ niệm sự tỉnh ngộ của nhà vua vẫn còn tồn tại. Khi bước chân vào đây, không ai được nói một lời nào mà phải tuyệt đối giữ yên lặng. Lý do ngôi đền không có hình tượng gì là để nói lên cái chân lý tuyệt đối vốn vô hình, vô tướng. Vị đạo sĩ giữ đền đã giải thích cho phái đoàn. Đền yên lặng là nơi chỗ của quyền năng, vì yên lặng đồng nghĩa với quyền năng. Khi con người đạt đến chỗ im lặng trong tư tưởng thì họ đã đến chỗ mà tất cả đều là sự hợp nhất với quyền năng thiêng liêng. Con người có sức mạnh tư tưởng nhưng vì vô ý thức, họ đã để cho nó hao tán. Quyền năng hao tán là động, còn tập trung là tĩnh. Khi tập trung mọi sức mạnh tư tưởng vào một trung tâm sinh lực duy nhất, con người tiếp xúc với Thượng Đế. Khi hợp nhất với đấng thiêng liêng, ta hợp nhất với mọi quyền năng và đó là di sản tâm linh tối hậu. Phương pháp duy nhất để hòa hợp với đấng thiên nhiên là tiếp xúc với Ngài một cách ý thức, từ bỏ ngoại cảnh để quay về với nội tâm. Vì đấng thiên liêng ẩn tàng trong tâm con người, khi con người từ bỏ ảo giác của kiêu mạn, bản ngã, nhận thức sự vô minh, hèn kém của mình và sẵn sàng học hỏi, sửa đổi, đó là tu thân.
Người ta không thể dạy bảo điều gì cho những cá nhân kiêu căng tự phụ, vì chỉ có người khiêm tốn mới thấy được chân lý. Đấng Thiên Liêng không nghe các lời cầu xin ồn ào lặp đi lặp lại, mà chỉ nghe những lời cầu nguyện chân thành của những kẻ đến với Ngài bằng trái tim, sùng kính Ngài bằng tâm hồn và sự im lặng. Kẻ nào tiếp xúc với Ngài trong âm thầm sẽ nhận biết quyền năng của Ngài do sự thực hiện các điều mong muốn của họ. Nhưng nếu không cầu nguyện theo mỗi sách vở, thánh kinh, làm sao tín đồ có thể hiểu biết về tôn giáo mà họ đang theo đuổi? Minh triết phát sanh từ sự yên lặng. Thượng Đế không cần ta phải tuyên dương Ngài một cách ồn ào hay bằng một ngôn ngữ gì. Khi một tín đồ thành tâm trong tĩnh lặng, y sẽ hòa hợp tư tưởng với ảnh hưởng thiêng liêng. Và ảnh hưởng này chỉ có thể nhận biết được khi lòng ta vắng lặng, khi tâm hồn hoàn toàn an tĩnh. Ta có thể tự phân tích mình, trao dồi phẩm hạnh và đón nhận những mặc khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý thức năng lực trong mình và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng, các quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh và nảy nở. Tâm có an thì việc bên ngoài mới không vọng động, dục vọng mới chịu yên tĩnh. Con người có giải thoát các ồn ào náo nhiệt bên ngoài thì mới đón nhận được các hòa âm tuyệt diệu đến từ cõi vô biên. Con người cần phải khám phá rằng hạnh phúc ở trong tâm mình. Hiện nay phần lớn đều tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, nhưng ngoại cảnh chỉ đem lại các giải trí trong chốc lát thay vì hạnh phúc vô biên. Tất cả những phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều vô vọng. Con người phải biết quay về nội tâm, vì mọi hình tướng, nghi thức đều là sự áp chế. Nhưng làm sao tìm thấy điều gì khi ngồi yên lặng? Con người sẽ dần dần ý thức được chính mình. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi một thời gian. Họ sẽ tìm thấy ở mình một thứ hạnh phúc không lệ thuộc ngoại vật, cũng không lệ thuộc tha nhân. Một tâm trạng giải thoát không ai có thể cướp được. Đó là tâm trạng tôn giáo, kết tinh bởi sự nảy nở, thăng hoa các ý thức sâu kín trong nội tâm. Con người sẽ tự mình tìm thấy câu giải đáp khi họ ý thức thực chất của chính mình và ảnh hưởng cao cả của Thượng Đế. Chỉ khi đó, mọi sự tìm kiếm ở ngoại cảnh sẽ chấm dứt. Những điều ông nói rất hay, nhưng nếu không có sách vở chỉ dẫn, làm sao con người biết đâu mà tìm để đạt đến trạng thái đó? Đa số người Âu chỉ quen hoạt động và ỷ lại vào một phương pháp giáo lý hướng dẫn cuộc đời. Do đó, họ dễ bị hướng dẫn sai lạc, lầm lẫn. Phải tự mình suy gẫm và tìm lấy con đường cho chính mình mới là phương pháp đứng đắn. Con đường giải thoát đòi hỏi can đảm và nỗ lực cá nhân, vì không đường nào giống đường nào. Lịch sử cho thấy có biết bao tôn giáo rao truyền chân lý cực kỳ tốt đẹp, nhưng có mấy tín đồ nghiên cứu tường tận. Đa số đều ỷ lại vào các giáo sĩ chỉ dẫn. Chính các giáo sĩ còn chưa giải thoát chính mình thì còn cứu độ cho ai nữa? Đó là lý do hoàng đế Rapua xây dựng ngôi đền yên lặng, và trong đó không có một pho tượng, một hình ảnh hay ngôn ngữ nào, để tránh đi vào con đường của các tông phái ấn giáo. Thượng Đế ở khắp mọi nơi và tuyệt đối, ngôn ngữ, hình ảnh không thể diễn tả được. Chỉ trong sự im lặng hoàn toàn, phá bỏ tất cả các hình tướng, nghi thức, con người mới tự do sống bình an với nhau, hiểu sự liên quan giữa y và những người đồng loại. Con người thường suy tư về sự liên hệ giữa người với người, nhưng sự suy tư này ít nhiều đều thiên vị. Nó luôn luôn sai lạc nếu nó khảo sát sự vật xuyên qua bản ngã. Tư tưởng con người chỉ chân chính khi họ giải thoát khỏi các thành kiến, điều kiện bao bọc bên ngoài. Tự do tư tưởng không phải là chỉ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mà còn là giải thoát ta ra khỏi các áp lực bắt ta phải suy nghĩ theo một lề lối riêng. Đây là một chân lý chỉ tìm thấy trong sự yên lặng, trong sự cởi bỏ mọi nghi thức, hình tướng, ngôn từ, các thành kiến dị biệt, các cưỡng bách tư tưởng, các sợ hãi bắt nguồn từ vô minh. Chỉ khi nào hoàn toàn tự do, con người mới thực sự bình an và giải thoát. Phái đoàn từ giả vị giáo sĩ coi đền. Cuộc viếng thăm tuy ngắn ngủi, nhưng đã gây một ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Hình như có một luồng từ điển vô hình phản phất quanh ngôi đền, khiến ai cũng thấy trong lòng dào dạt một sự bình an khó tả. Lối tu trong yên lặng không còn là một vấn đề trừu tượng, vô ích như họ nghĩ. Quả thật sứ ấn còn rất nhiều điều để cho người Âu học hỏi và suy nghĩ. Chương thứ 5. Thành phố thiêng liêng. Rishikesh, một tên gọi thiêng liêng, thành phố của các vị thánh. Từ lâu nay, người ta đã coi thành phố này
như một thánh địa mà tất cả những kẻ cầu đạo đều phải đến để đắm mình trong bầu không khí thiêng liêng. Rishikesh nằm ở một vị trí đặc biệt và là cánh cửa vào rặng Hy Mã Lạp Sơn. Từ đó đi lên hướng Bắc là rặng núi hùng vĩ, chứa đựng những điều huyền bí. Phía Nam là con sông Hằng, dòng sông thiên của Ấn giáo. Một người Ấn, bất kể giai cấp, trí thức, đều ít nhất một lần trầm mình trong dòng nước này để đón nhận những ân phước mà dòng sông mang lại. Đúng như lời người Ấn Độ bí mật Thành Benares đã nói, khắp nơi, đâu đâu cũng có các đạo sĩ và tín đồ hành hương. Có những đạo sĩ mình hạt sương mai vừa đi vừa tụng niệm các câu thần chú. Có các đạo sĩ khổ hạnh chống gậy trầm tư bên dòng nước sông Hằng. Chèn chúc bên các tín đồ huyên náo là các thuật sĩ, quần áo sặc sỡ, biểu diễn những trò lạ lùng. Một đạo sĩ to lớn, lực lưỡng, quấn khố bằng da cọp, uống mình trong tư thế yoga. Bên cạnh một thuật sĩ gầy gò, nằm lăn trên đất, lăm râm cầu nguyện. Có các vị tăng sang sảng đọc kinh bên cạnh những giáo sĩ vừa đánh trống vừa nhảy nhót, ca hát tên các vị thần. Có những tu sĩ thiền định trong những hang đá đục sâu vào núi không màng thế sự. Bên cạnh những đạo sĩ râu tóc xòm xòm quấn mình trong những mảnh vải rách như một xác ướp. Có các tu sĩ nằm yên lặng, hơi thở thoi thóp như sắp chết. Bên cạnh những thuật sĩ say sưa gọi tên Thượng Đế một cách ồn ào. Trong làn khói hương nghi ngút, các tín đồ hành hương chèn vai thích cánh, trên mặt ai cũng một niềm thành kính rõ rệt. Phái đoàn cảm tưởng như đang lạc vào một thế giới lạ lùng, huyền ảo với những nhân vật kỳ dị, khác thường. Bác sĩ Kavir, giám đốc viện nghiên cứu Phạn ngữ Sanskrit của chính phủ, là một học giả nổi tiếng, có kiến thức rộng và đã sống ở Rishikesh nhiều năm. Theo ông ta thì Rishikesh không còn là một thành phố của các bậc chân tu đạo hạnh như xưa, mà là một nơi quy tụ rất nhiều thành phần hỗn tạp. Đa số là các đạo sĩ, tu sĩ nghèo nàn từ hình thức đến tinh thần. Họ góp nhặt vài phép tu, vài phương pháp dưỡng sinh, vài câu thần chú rồi kiếm ăn qua sự mê tín của dân chúng. Phần lớn những tu sĩ này đều là những kẻ thất bại ngoài đời, lười biếng, không chịu làm việc. Đối với một quốc gia chậm tiến như Ấn Độ thì hình thức dễ nhất để có cơm ăn, áo mặc và một mái nhà là trở nên một tu sĩ, sống trên lòng sùng tín của dân chúng. Vì không có một tiêu chuẩn kiểm soát nào nên bất cứ ai cũng có thể trở thành tu sĩ. Chỉ cần mặc áo tu sĩ, học thuộc vài câu kinh, vài hình thức lễ nghi, cúng tế là có thể tự xưng đạo sĩ, thánh nhân được rồi. Chính các tu sĩ, đạo sĩ giả mạo này là những kẻ làm hoen ố danh dự tôn giáo, lợi dụng đức tin để làm chuyện sằng bậy ích kỷ cá nhân. Đã thế, họ còn tụ tập phe nhóm, phong chức tước, ca tụng lẫn nhau và đả kích những tu sĩ không cùng phe nhóm. Được tin có phái đoàn ngoại quốc đến nghiên cứu nền minh triết cổ truyền, rất đông đạo sĩ, giáo sĩ tìm đến để tiết lộ những pháp môn huyền bí, dĩ nhiên là với một giá biểu. Khi bị từ chối, lập tức họ sụt giá như người mua bán. Một đạo sĩ đòi bán một cuốn sách bí truyền với giá 50 đồng tiền vàng. Sau nhiều lần sụt giá, y bằng lòng để lại cuốn sách với giá một bữa ăn. Một nhóm tu sĩ danh xưng trọng vọng, chức tước đầy người đòi đến thảo luận triết lý với phái đoàn. Khi nghe họ giới thiệu về thành tích và đạo quả đạt được, phái đoàn cực kỳ ngẩn ngơ. Vì toàn các bậc thần thánh gì đâu, chứ không phải người. Ai cũng tu cả trăm năm, đủ các phép thuật thần thông biến hóa. Tuy nhiên, khi một viên cảnh sát ở đâu bước vào thì các bậc thần tiên này mặt lơ láo kéo nhau bỏ chạy hết. Quanh các chợ có rất nhiều tu sĩ khổ hạnh phô trương thân thể tàn phế bị hủy hoại như một công trình vĩ đại. Phái đoàn không hiểu họ có thể đạt đến điều gì ngoài ít xu lẻ mà khách bộ hành ném cho. Một số các đạo sĩ sử dụng tà thuật công khai với một giá biểu. Họ sẵn sàng làm bùa chú, thư phù, nguyền rủa một kẻ thù của bạn, đem đến cho bạn một cô gái đẹp hoặc giúp bạn thành công trên thương trường. Đâu đâu cũng có đạo sĩ rao bán bùa ngải hoặc xưng là đấng này, đấng nọ. Một tu sĩ đến gặp phái đoàn xưng là hậu thân của đấng Krishna và đã từng là Phật Thích Ca trong một tiền kiếp. Bác sĩ Kavir nổi giận ra lệnh tống giam ngay tu sĩ này. Khi cảnh sát đến còng tay, tu sĩ thú nhận y chỉ là một học sinh thi rớt tiểu học, không sao kiếm được việc làm. Y đã lười biếng, còn thích làm thầy kẻ khác.
nên làm gì một thời gian cũng gặp khó khăn. Sau cùng, y cạo đầu, mặc áo tu và tự xưng là Krishna giáng thế. Một số dân quê tin những lời tuyên bố của y, họ quyên góp xây cho y một ngôi đền. Y sống trên phẩm vật dân cúng của tín đồ, một cách ung dung, chẳng tu hành gì hết. Đã thế, y còn đòi hỏi này nọ, chê ngôi đền quá nhỏ bé, không xứng với chức tước của y. Quen thói hống hách, lừa bịp, khi nghe tin có phái đoàn ngoại quốc đến thăm viếng, y giở trò bịp bợm để mong kiếm được món tiền nhỏ. Lịch sử Ấn Độ cho thấy khi xưa Rishikesh là một thánh địa thiêng liêng, một nơi các tu sĩ thánh thiện đến để tu học. Sau này, khách hành hương quá đông, một số hành khất kéo nhau đến đây hành nghề. Thấy làm đạo sĩ, coi bộ dễ kiếm ăn hơn, nên nhiều hành khất đã chuyển nghề trở thành các đạo sư, giáo sĩ chuyên làm tiền các tín đồ ngây thơ, nhẹ dạ. Dĩ nhiên, Rishikesh vẫn còn các tu sĩ học thức, dành trọn đời cho việc đi tìm chân lý. Họ vẫn tu hành quanh đó, không để ý đến sự kiện các tu sĩ giả lợi dụng sự có mặt của họ để mưu cầu lợi lộc. Đó cũng là một nét đặc thù của nền văn hóa xứ này. Một người Âu Mỹ chắc chắn không thể chấp nhận sự kiện như thế. Họ sẽ nhờ luật pháp can thiệp hoặc cảnh báo những tu sĩ bất lương. Nhưng Ấn giáo không có một tổ chức chặt chẽ như Thiên Chúa giáo. Các giáo sĩ quan niệm có nhiều đường tu khác nhau. Ai tu nấy chịu và những kẻ mạo danh, lợi dụng sẽ phải chịu hậu quả ở một kiếp sau. Giáo sư Kavir cho biết, theo thời gian, khi nền văn hóa suy đồi, cuộc sống trở nên khó khăn, các bậc tu sĩ thánh thiện mỗi ngày một hiếm, thì các đạo sĩ, thuật sĩ giả mạo nổi lên mỗi ngày một nhiều. Hàng ngàn người dốt nát, vô học đi lang thang với các chức tước rất lớn như đạo sư, giáo sĩ, thánh nhân. Họ chỉ chờ những ngày hội, ngày lễ là xuất hiện quanh các đền, chùa, lên mặt này nọ để quyên tiền. Dĩ nhiên, họ là gánh nặng của xã hội vì chỉ thụ hưởng mà không làm lợi ích gì. Đó cũng là lý do nhiều người Âu Mỹ đã coi thường gia tài văn hóa xứ Ấn. Xét cho cùng, một phần lỗi cũng là do sự tôn sùng tôn giáo quá mạnh của dân chúng. Họ không phân biệt một đạo sư tu hành chân chính, gìn giữ giới luật nghiêm minh với những kẻ bịp đời. Lòng sùng tín khiến họ trở nên ngây thơ, nhẹ dạ, sẵn sàng làm theo sự mách bảo của các bậc tu hành. Một lý do nữa là sự ỷ lại vào sức mạnh thần quyền. Đa số các tín đồ mải mê với sinh kế, không có thì giờ lo việc tinh thần, nên họ ủy thác cho các giáo sĩ cầu nguyện giùm và đồng hóa việc giải thoát với việc trung thành vào một bậc giáo sĩ. Đa số các giáo sĩ lợi dụng vấn đề này tối đa, hứa hẹn sẽ chăm lo cho tinh thần giáo dân bằng cách cầu nguyện cho họ. Các giáo sĩ này tự hào đã tu hành đắc đạo, đã có thể nói chuyện trực tiếp với Thượng Đế và là người trung gian giữa trời và người. Họ sống trong các đền đài đẹp đẽ, hưởng thụ vật dụng được cúng và nhân danh Thượng Đế để đòi hỏi này nọ. Người Á Châu bản tánh không thích hoài nghi, chấp nhận việc các tu sĩ nói ra ý muốn của Thượng Đế và tuân hành triệt để. Cũng vì thế, các tài liệu tôn giáo Ấn Độ đã bị sửa đổi rất nhiều, không phân biệt được điều có thật với những sự kiện huyền hoặc. Các tu sĩ tha hồ trích dẫn những câu nói bí ẩn và giảng ra theo ý nghĩa có lợi nhất cho họ. Xứ Ấn Độ phân biệt giai cấp rõ ràng, tu sĩ luôn đứng hàng đầu trên cả vua chúa, quý phái. Giai cấp tu sĩ không làm gì, chỉ hưởng thụ, và các giai cấp khác có bổn phận phải cung cấp các nhu cầu đòi hỏi của tu sĩ. Cũng vì không làm gì cả, quá nhàn hạ, họ đâm ra chống bán, đả kích lẫn nhau. Mỗi người tự lập một giáo phái, xưng hùng xưng bá, giảng kinh điển theo quan niệm của mình, từ cụ thể đến trừu tượng, như thời gian luận, phương hướng luận, đa nguyên luận, không ai chịu theo ai, và còn tranh luận lung tung, khiến các tín đồ không còn biết đâu mà lần. Cũng vì xã hội nghèo đói, rối ren, tinh thần lại điên đảo bởi các tà thuyết, nên từ bao năm nay, Ấn Độ không sao trở nên một quốc gia hùng cường, thịnh vượng như các xứ khác. Tuy thế, với gia tài minh triết lớn lao tiềm ẩn, vẫn có các bậc chân tu đạo hạnh sống kín đáo để giữ cho ngọn lửa tâm linh luôn sáng cháy, và vẫn có những người tha thiết mong cầu chân lý, sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi tìm chân lý. Sự kiện từ bỏ tất cả để đi tìm đạo cũng là một nét rất đặc biệt của Á Châu. Vì người Âu Mỹ khó có thể chấp nhận vấn đề từ bỏ của cải, vật chất để chạy theo một viễn ảnh trừu tượng, viễn vông, không thiết thực. Người Âu cả quyết rằng sự tìm kiếm chân lý là vô ích,
hạnh phúc là hưởng thụ tất cả những gì cuộc đời có thể mang lại, vì chết là hết. Nếu như thế thì mục đích cuộc đời là gì? Tại sao chúng ta lại sinh ra để chết? Văn hóa Âu Tây đã không giải thích được vấn đề này một cách rốt ráo. Biết bao nhà triết học nổi danh đã nhức óc về vấn đề này, nhưng đa số đều chỉ nói một cách quanh co, không đi đến một kết luận nào chắc chắn. Họ chỉ nói rằng có thể như thế này, hay cũng có thể như thế khác mà thôi. Cho đến khi người Âu thật sự giao tiếp với người Á Châu thì họ bỗng bật ngửa, vì tất cả những gì họ thắc mắc thì người Á Châu đã có những câu trả lời từ nhiều ngàn năm về trước. Lịch sử đã ghi nhận có những người Âu đến viếng thăm Á Châu và say mê nền minh triết xứ này đến nỗi quên cả mục đích chính của chuyến đi. Điển hình là đại đế Alexander xứ Hy Lạp, vị hoàng đế bách chiến bách thắng đã chinh phục thế giới, dẹp tan Ai Cập, quét sạch Ba Tư, mở rộng bờ cõi đến tận Ấn Độ Dương. Khi đến Ấn Độ, ông là một kẻ chinh phục, oai danh lừng lẫy, nhưng khi trở về nước, ông đã trở nên một triết gia khiêm tốn, nhã nhặn. Hoàng đế Alexander, học trò của hiền triết Aristotle, đã bị các bậc hiền giả xứ Ấn chinh phục. Khi dẹp tan các đạo binh của hoàng đế Ấn Độ, Alexander cho mang tất cả những tướng chỉ huy xứ Ấn đến hạch hỏi. Ông vua kêu căng lớn tiếng: "Thua trận như vậy, các người đã chịu phục ta chưa?" Nếu là trường hợp các quốc gia khác thì vua chúa đều quỳ mọp xin tha tội và xin thần phục trước sức mạnh của Hy Lạp. Nhà chỉ huy xứ Ấn đã dõng dạc trả lời: "Nhà ngươi chỉ là một kẻ vũ phu tàn ác, làm sao ta phục cho được? Ngươi có thể thắng bằng quân sự, nhưng cai trị thế nào nổi dân của ta?" Alexander nổi giận: "Ta đã cai trị toàn thế giới, có nước nào không phục tài ta? Nơi nào làm phản, ta giết trọn cả nước. Ngươi không thấy các đại cường quốc như Ai Cập, Ba Tư còn xin thần phục, huống chi Ấn Độ yếu đuối?" Vị chỉ huy xứ Ấn bật cười: "Chinh phục bằng sức mạnh quân sự thì dễ, chứ chinh phục nhân tâm còn khó gấp trăm ngàn lần. Một kẻ vũ phu như ngươi làm sao có thể cai trị được Ấn Độ?" Câu nói bất ngờ làm đại đế Alexander giật mình. Nên nhớ, ông là một hoàng đế văn võ toàn tài, chứ không phải là một kẻ chỉ ỷ vào sức mạnh. Từ nhỏ, ông đã được giáo dục bởi các bậc hiền triết Hy Lạp, và năm 14 tuổi, ông đã đem quân chinh phạt khắp địa Trung Hải, tạo các chiến công hiển hách. Ông theo học với triết gia Aristotle và lúc nào cũng có vài chục hiền giả xung quanh để thảo luận. Câu nói của vị tướng lãnh chỉ huy xứ Ấn làm ông suy nghĩ. Thay vì ra lệnh giết ngay viên tướng này để làm gương, ông đã không giận dữ, lại còn mang ngay đề tài chinh phục nhân tâm ra thảo luận với y. Trong suốt lịch sử Âu Châu, chỉ có Alexander hoàng đế duy nhất đã tranh luận ôn tồn cho đến khi kẻ thù kính phục mới thôi. Chi tiết cuộc thảo luận này ra sao, không thấy lịch sử ghi chép, nhưng chỉ ít lâu sau, hoàng đế Alexander đã cho mời các bậc hiền triết xứ Ấn đến thảo luận với các học giả Hy Lạp vẫn tháp tùng theo đoàn viễn chinh. Chỉ một thời gian ngắn, Alexander nhận thấy các triết gia Hy Lạp không thể sánh kịp với các hiền giả Ấn Độ. Nhà vua bèn đổi thái độ, lấy lễ nghĩa đối xử với các vị này. Thay vì cai trị bằng sức mạnh như vẫn làm với các quốc gia khác, ông ghi nhận những lời khuyên của các bậc hiền triết, tôn trọng quyền lợi dân chúng xứ này. Đoàn quân viễn chinh ngừng lại, không đi sâu vào nội địa xứ Ấn, để ông có thời gian học hỏi, đàm đạo với các bậc thánh nhân, hiền triết. Các cuộc thảo luận nhiều khi kéo dài đến cả tuần lễ, có khi cả tháng. Sau đó, ông đã ra lệnh rút binh trở về Hy Lạp, vì giấc mộng bá vương không còn nữa. Ông dự định sẽ cải tổ lại guồng máy cai trị thế giới theo gương Ấn Độ. Tiếc thay, nhà vua lại chết sớm khi chưa đầy 30 tuổi. Một sử gia đã than, nếu Alexander sống lâu thêm ít năm nữa, thì biết đâu lịch sử Tây Phương đã khác hẳn. Trong các hiền triết nổi danh, Ramakrishna được coi là một vị thánh của Ấn giáo. Danh tiếng ông này vang sang tận châu Âu. Phái đoàn tìm đến Đức Mahayasa, môn đệ của ông này, đang tu ở một ngôi đền gần đó. Ngang qua một khoảng sân nhỏ đến một căn phòng kiến trúc cổ xưa, cổ kính, mọi người được mời ngồi xuống thảm. Khoảng vài phút sau, có tiếng chân người chậm rãi bước lại. Đó là một ông lão khỏe mạnh, râu dài trắng phếu, dung mạo nghiêm trang và đôi mắt chói sáng tỏa ra một cái gì thánh thiện, khiến mọi người có cảm giác rung động lạ thường. Giáo sư Evan Swen lên tiếng bày tỏ mục đích của phái đoàn. Mahayasa mỉm cười:
ơn trên đã dẫn dắt các ông đến đây. Các ông sẽ có dịp tiếp xúc nhiều với những bậc hiền triết sư này. Ơn trên có một mục đích rõ ràng, rồi các ông sẽ thấy. Chúng tôi nghe nói nhiều về đạo sư Ramakrishna. Ông có thể cho chúng tôi biết thêm về Ngài không? Tôi rất thích nói về Ngài. Ngài mất đã nửa thế kỷ rồi, nhưng vẫn còn lưu lại nhiều kỷ niệm linh động trong lòng tôi. Tôi gặp Ngài hồi 27 tuổi và luôn luôn ở bên Ngài cho đến những ngày cuối cùng. Nhờ Ngài, tôi đã trở thành một con người mới, và quan niệm của tôi đối với cuộc đời cũng đã thay đổi hẳn. Ảnh hưởng của Ngài thật sâu đậm, ai đến với Ngài cũng được cảm hóa như vậy, kể cả những kẻ hoài nghi, chế nhạo. Nhưng mà nếu người ta không tin, làm sao người ta có thể được cảm hóa? Đức Mahayasa mỉm cười. Trước ảnh hưởng an lành tỏa ra từ con người thánh thiện của Đức Ramakrishna, dù có hoài nghi thế nào, người ta cũng thấy thanh thoát. Giáo sư ơ lành rụt rè. Chúng tôi được biết Ngài rất ít học. Đúng thế, Ngài là con người đơn giản, biết ít, học ít. Nhưng ngay cả những bậc học rộng tài cao của Ấn Độ đều ngưỡng mộ Ngài. Họ cúi đầu trước hào quang tâm linh của Ngài. Ngài vẫn dạy rằng tiền bạc, chức tước, địa vị chẳng qua chỉ là phù vân, hư ảo trước các giá trị tâm linh. Nhưng người Âu không thể hiểu tại sao những vua chúa, học giả nổi tiếng lại có thể cúi đầu trước một người không học hết bậc trung học. Đức Mahayasa mỉm cười. Sở dĩ họ không hiểu được vì họ quan niệm đạo sư phải là người có bằng cấp, tốt nghiệp những đại học nổi tiếng, có tài ăn nói hấp dẫn. Quan niệm người Ấn không như vậy. Một đạo sư không nhất thiết phải tốt nghiệp trường học chuyên môn, viết những sách vở cao siêu, mà ở những điều Ngài khêu gợi, thức tỉnh tâm thức được cho mình. Có gần Ngài mới hiểu thế nào là bình an. Những ngày bên Ngài tốt đẹp biết bao. Ngài thường đắm mình trong những cơn thiền định sâu xa, khiến chúng tôi có cảm tưởng như tiếp xúc với một vị thánh hơn một người phàm. Tôi xin kể cho các ông nghe về cảm tưởng của tôi. Tôi được giáo dục theo phương pháp Âu Tây. Tôi rất tự đắc khi được đọc nhiều biết rộng hơn những người xung quanh. Khi đó tôi là giáo sư dạy Anh ngữ cho trường học ở Calcutta. Đức Ramakrishna tu ở đạo viện Dasiniwa, cách đó không xa. Một hôm, tôi theo các bạn đến nghe Ngài thuyết giảng. Thật ra, tôi có ý muốn biện luận với một vị được dân chúng coi là thánh nhân hơn là muốn nghe giảng. Nhưng một sự lạ lùng đã xảy ra. Khi vừa nghe những lời nói của Ngài, tôi thấy trong lòng rộn rã một cảm giác lạ lùng, yên tĩnh. Ngài không nói bằng ngôn ngữ thông thường, sử dụng các danh từ bóng bẩy như tôi nghĩ, mà bằng tiếng nói của trái tim. Tôi say mê uống những lời giản dị, chân thành như người khát nước lâu ngày. Sau đó, tuần nào tôi cũng đến nghe giảng. Một thời gian sau, tôi được Ngài thu nhận làm đệ tử. Chính Ngài khuyên tôi: xem tướng, thầy biết con sẽ trở nên một tu sĩ yogi. Con hãy làm tròn công việc hàng ngày của mình với đời, nhưng tâm hồn lúc nào cũng tưởng nhớ đến Thượng Đế. Chúng tôi nghe nói về Ramakrishna ngay từ khi còn ở châu Âu, nhưng dư luận người Anh có lẽ không hiểu rõ về Ngài, ngoại trừ việc Ngài là một người không có học thức. Mahayasa gật đầu mỉm cười. Theo sự hiểu biết của tôi, sở dĩ Ngài không thích học vì bản tính Ngài thiên hẳn về vấn đề tâm linh. Một người như thế tất nhiên không để ý đến những tự chương, bằng cấp hay quyền quý, danh lợi. Năm Ngài bắt đầu vào tuổi thanh niên, một sự lạ xảy ra. Tuổi 16-17 là lúc đứa trẻ thường bị khủng hoảng hoặc thay đổi tâm tính, nhất là trên phương diện tình ái. Đối với người cao thượng, đó là lúc mở màn cho một đời sống thật sự với sự phát triển các năng khiếu tâm linh siêu việt. Sự mở màn ấy bắt đầu với sự hoảng hốt trước cái chết. Đa số con người ít nhiều cũng đã nghĩ đến sự chết, nhưng họ chỉ nghĩ một lát rồi quên ngay. Ít ai chịu tìm hiểu sâu xa. Các bậc hiền triết thì khác, họ tận lực tìm hiểu thế nào là sự chết. Đức Ramakrishna cũng phản ứng như vậy. Ngài suy ngẫm: cái gì là chết? Thể xác này chết, nhưng còn tôi có chết không?
Nếu tôi là thể xác này, tôi chết nhưng tôi có phải là thể xác này không? Nếu tôi không là thể xác này, tôi sẽ không chết. Nhưng làm sao tìm ra điều này? Chỉ có một cách là kinh nghiệm sự chết. Sau đó, Ngài quyết tâm tham thiền, suy gẫm về đề tài này. Ngài tưởng tượng thân thể Ngài đã chết, không còn thở, không còn cảm xúc. Với một ý chí mãnh liệt, Ngài rút hết sinh lực ra khỏi thể xác, và một ngày kia Ngài đã thành công. Thân thể Ngài cứng đơ, bất động như người chết. Nhưng ngay lúc đó, một quyền lực khôn tả phát ra từ đáy lòng và tràn ngập tâm tư Ngài. Chuyện gì xảy ra sau đó, không thấy Ngài nói đến, nhưng chúng ta có thể đoán ra. Xuyên qua lời dạy của Ngài, chúng ta có thể nghĩ rằng quyền lực ấy là cái mà ta gọi là ân huệ. Và khi được mặc khải đó, thì ta tiến sâu vào nguồn sống để hòa hợp với đấng vô cùng. Ngài đã hợp nhất với chân ngã. Từ đó, Ngài kinh nghiệm rằng chân ngã ngự sâu trong lòng, nhưng Ngài chưa kinh nghiệm được một chân lý khác. Chân ngã là sự thật duy nhất. Ngoài sự thật đó, không có gì nữa cả. Khi tiến sâu vào nội tâm, Ngài thấy sự bình an, nhưng khi Ngài tỉnh dậy, Ngài vẫn không thỏa mãn vì điều Ngài mới đạt đến chỉ là sự bình an của các vị thánh. Ngài ra tâm suy gẫm về cảm giác thiếu thốn này. Thân thể Ngài khi đó thường nóng hực kéo dài trong nhiều tháng. Dĩ nhiên, những người xung quanh không hiểu và cho rằng Ngài mắc bệnh. Ngài đắm mình trong trạng thái vô ngã rất lâu, không màng đến những việc chung quanh. Chú của Ngài không hiểu nên thường trách mắng Ngài lười biếng, không chịu học hành. Một hôm, Ngài nghe nói đến ngôi đền Dasiniwa. Danh từ này có một sức hấp dẫn lạ lùng. Thế là Ngài quyết định đến đó. Đến nơi, Ngài bước ngay đến trước tượng Shiva và nói: "Hỡi cha, cha đã gọi, nay con đến với cha." Ngay lúc đó, các cảm giác nóng hực, thiếu thốn hoàn toàn biến mất. Ngài chứng nghiệm được một chân lý mới: cha ta và ta là một. Từ đó, Ngài không cần tĩnh tâm mới có cảm giác an lạc, mà lúc nào cũng ở trạng thái này. Ramakrishna bị rất nhiều thử thách, bị trẻ con chọc phá và các tu sĩ khác dèm pha, gây hấn. Nhưng lòng Ngài lúc nào cũng bình thản, lặng yên, không một chút vọng động. Kinh Gita dạy rằng một khi đã đạt đến trạng thái vô ngã, lòng người không còn bị xao động bởi các sự kiện bên ngoài. Dù khắc khe, đau khổ đến đâu, một sự an lạc tràn ngập thân Ngài lôi cuốn những người chung quanh khiến họ khâm phục, kính mến, và số người này mỗi ngày một đông. Một điều cần lưu ý là Ngài không học hay đọc những sách vở gì về trạng thái vô ngã mà Ngài đạt được lúc thanh xuân. Cũng không ai chỉ dẫn Ngài về trạng thái siêu việt này. Nhưng mỗi khi tín đồ nhờ Ngài giảng một đoạn kinh sách gì, Ngài mới đọc và thông hiểu nó một cách dễ dàng. Các sách vở đó rất ư khó hiểu, nhưng Ngài chỉ đọc lướt qua đã quán triệt được ngay, vì Ngài đã chứng nghiệm được những điều nói trong sách đó. Ngài dạy đạo bằng sự lặng thinh hơn là lời nói. Nhiều người đến với Ngài để chất vấn, nhưng khi vừa gặp Ngài thì mọi thắc mắc tự nhiên tiêu tan như đã được phúc đáp. Nếu một câu hỏi đặt ra, Ngài thường trả lời một cách dịu dàng, vắn tắt, dễ hiểu. Ngài không viết sách như những đạo sư khác, mà chỉ dạy đạo qua cử chỉ yên lặng hay vài câu nói giản dị. Môn đệ của Ngài đến từ khắp xứ và tùy theo căn cơ lãnh hội ít hay nhiều. Ý kiến của họ về Ngài tuy khác nhau, nhưng ai cũng nhìn nhận Ngài là một đạo sư vào bậc nhất và hết sức kính mến Ngài vì đã đạt trạng thái vô ngã. Ramakrishna không phân biệt giữa Ngài và những người khác, giữa người giàu, kẻ nghèo hay nam nữ. Đối với Ngài, tất cả đều bình đẳng tuyệt đối, kể cả những loài cầm thú. Vì Ramakrishna không hề để lại sách vở, giáo lý, nên người Âu không hiểu tại sao Ngài lại nổi tiếng như vậy. Ông có thể cho chúng tôi biết một chút về giáo lý của Ngài không? Mahayasa mỉm cười. Sau khi Ngài qua đời, nhiều đệ tử đã xuất gia để truyền bá giáo lý. Riêng tôi vẫn còn là cư sĩ. Hằng ngày tôi vẫn đi làm, nhưng sống giữa cõi đời, mà tôi không còn tùy thuộc vào đời. Tôi còn nhớ rõ một lần Ngài đã dạy như sau: chúng ta xông pha trong cuộc đời với ý niệm cho rằng ta có thể tìm hạnh phúc trong cõi đời.
cho đến lúc gần đất xa trời, nhiều người cũng không buồn hỏi rằng ý niệm đó có đúng không. Thật sự là chúng ta chả bao giờ chịu ngừng lại để suy nghĩ. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng mình gần đạt được những điều mình mong mỏi. Chúng ta chỉ chịu dừng chân khi nào bị cuộc đời hắt hủi, dày vò. Ramakrishna cho rằng đó là việc dĩ nhiên và giải thích bằng giấc mộng. Trong giấc mộng, chúng ta chỉ gặp những điều thích thú. Chúng ta vẫn mơ mộng mãi và chỉ giật mình tỉnh giấc khi gặp những chuyện đau buồn. Một cuộc đời êm đẹp không tiện cho sự suy tư về các vấn đề quan trọng. Nhưng nếu là mộng thì chắc chắn cũng phải có lúc tỉnh. Trong nhiều năm ròng rã, chúng ta cố tìm hạnh phúc và nhiều lần tưởng đã đạt được nó để hưởng một cách lâu bền. Nhưng lần nào ta cũng thất vọng. Sau đó ta lại tiếp tục chạy theo ảo ảnh đó như trước. Nếu biết dừng chân suy nghĩ, ta sẽ thấy chúng ta theo đuổi hạnh phúc nhưng không hề biết đến bản chất thật sự của nó. Hãy thử tìm hiểu thế nào là hạnh phúc. Ai cũng biết đặc tính của hạnh phúc là thường hằng, nghĩa là nó ở mãi với ta. Suốt đời ta lúc nào cũng vui sướng, tươi tắn. Nhưng tất cả những gì cuộc đời mang lại cho ta đều là vô thường. Chỉ có những khoái cảm nhất thời chứ có gì lâu bền đâu. Vì khoái cảm nhiều và đến với ta như dòng nước chảy, chúng ta tưởng nó là hạnh phúc và kết luận rằng bao giờ dòng khoái cảm đó còn tiếp tục đến với ta, chúng ta được hưởng hạnh phúc. Suy gẫm kỹ thì khoái cảm chẳng qua chỉ là phản ứng của lòng ta trước sự vật bên ngoài. Nó lôi cuốn chúng ta. Các sự vật này khi thì tạo vui, lúc thì gây khổ. Hơn nữa cùng một sự vật mà có thể tạo vui hay gây khổ tùy lúc. Bởi thế ta phải nhận thức rằng hạnh phúc không có ở sự vật bên ngoài. Nếu nó là sự vật bên ngoài, chúng ta phải càng có hạnh phúc khi càng có nhiều sự vật mới đúng chứ. Thật sự, người giàu có lắm sự vật chưa chắc đã hạnh phúc hơn kẻ nghèo. Nói cách khác, kẻ nghèo ít của cải chưa chắc thiếu hạnh phúc hơn người giàu. Tóm lại, chúng ta thấy rõ ràng mình theo đuổi hạnh phúc nhưng không biết thế nào là hạnh phúc và cũng chả biết phải dùng cách nào để đạt hạnh phúc. Những người tìm hiểu một cách chân thành sớm muộn gì cũng thấy rằng hạnh phúc nằm ở ngay nội tâm ta. Các khoái cảm không có tư cách tư hữu mà chỉ là một tia nhỏ của hạnh phúc chân thật thuộc bản tính tự nhiên của con người bị che lấp bởi vô minh. Một con chó gặm xương bị trầy miệng, chảy máu, nó lại tưởng rằng máu phát xuất từ khúc xương. Chúng ta cũng thế, cứ tưởng sẽ được hạnh phúc khi chạy theo những vật ngoại giới. Có lẽ các ông khó chấp nhận quan niệm này, nhưng ít ra cũng tin rằng những nỗi vui hay buồn tùy ở chúng ta nhiều hơn là sự vật bên ngoài. Dù sao, sự chấp nhận này cũng chưa đủ đem lại cho ta hạnh phúc, vì có hai nỗi đe dọa, sự ham muốn và sợ hãi. Chúng ta càng ham muốn thì càng sợ hãi, và càng sợ hãi lại càng đau khổ. Thay vì diệt trừ những đe dọa này, chúng ta lại quy lụy chúng. Khi ham muốn lên tiếng, hãy đạt được vật đó đi, rồi sẽ sung sướng, thì chúng ta tin tưởng và tìm mọi cách đạt kỳ được vật đó. Nếu chúng ta không đạt được thì chúng ta đau khổ, mà nếu đạt được thì ham muốn lại thúc giục ta tìm đến một vật khác nữa. Thế mà chúng ta vẫn không thấy mình bị lừa gạt chút nào mới lạ. Quả là ham muốn như lửa đỏ, càng cháy dữ khi càng đổ thêm dầu. Bao giờ chúng ta là nô lệ của dục vọng, chúng ta không sao đạt được hạnh phúc. Nếu đạt được lại sợ mất đi, càng có nhiều càng lo sợ nhiều, có đúng thế không? Tóm lại, muốn có hạnh phúc thật sự, phải vượt lên khỏi sợ hãi và ham muốn. Đức Mahayasa im lặng như đắm chìm vào một quá khứ, rồi tiếp tục. Đến đây, chúng ta cần được một vị thầy hướng dẫn thêm. Người này phải hiểu rõ hạnh phúc ở đâu, phải theo đường lối nào. Người này phải thắng được các đe dọa như sợ hãi, ham muốn và thật sự đã đạt được niềm hạnh phúc vô biên. Như vậy mới có đủ kinh nghiệm dìu dắt chúng ta. Như con bệnh phải đi tìm danh y thì kẻ cầu đạo cần một vị thầy. Ramakrishna chính là vị thầy mà tôi gặp. Kinh sách xưa xác nhận sự minh triết có thể giúp con người thoát khỏi khổ đau, nhưng ta không thể tìm nó bằng lý luận hay trong sách vở. Trong quá khứ đã có những bậc đạo sư như Đức Phật, Đấng Christ đã tìm được hạnh phúc và hướng dẫn những kẻ khác.
Sau khi các ngài tịch diệt, môn đệ có trình bày giáo lý của các ngài trong kinh sách. Nhưng dù sao đi nữa, kinh sách cũng có những khiếm khuyết. Ngôn ngữ làm sao diễn tả hết được, làm sao bằng lời của những vị đạo sư hãy còn sống bên cạnh chúng ta. Ramakrishna đã dạy rằng, nguyên nhân các đau khổ đều ở trong ta, chứ không phải ở bên ngoài. Có người hỏi thế giới chúng ta đang sống có điều gì xấu xa không? Thì Ngài đã trả lời rằng nó rất tốt đẹp, có xấu xa, chăng là lòng người. Vì con người đã hiểu sai nó, công việc của chúng ta hiện nay là phải đi ngược dòng, tìm cho ra sự sai lầm nguyên thủy để diệt trừ nó, thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Phát giác và trừ tuyệt cái sai lầm căn bản là phương thuốc chánh, tất cả các phương tiện khác đều chỉ là tạm bợ. Nhiều lắm là giúp chúng ta tìm ra phương thuốc nói trên. Đó là giá trị của các tôn giáo, các nghi lễ. Tiệc thầy tôn giáo hay gây sự chia rẽ, đôi khi còn làm cho tâm trí suy kém, cản trở bước tiến của tín đồ. Có người đã hỏi tại sao con người luôn luôn đau khổ, sợ hãi. Thì Ngài trả lời rằng sự kiện đó là do lầm lạc phát sinh từ sự thiếu hiểu biết chính mình. Có nhiều người họ biết mình rất rõ ràng, hoặc lại cho rằng điều này không cần thiết. Vì trong đời sống hàng ngày đầy rẫy những phức tạp, điều ta cần khai thác là làm gì cho có lợi, kiếm được thật nhiều tiền. Để khai thác, con người gán cho kiến thức một giá trị quá mức, như bắt mọi người phải đến trường. Từ xưa đến nay, nhân loại thu thập biết bao kiến thức, nào là sử ký, địa dư, thiên văn, vật lý, triết học và siêu hình học nữa. Nếu những kiến thức này là sự hiểu biết đứng đắn thì nó phải đem lại hạnh phúc cho nhân loại chứ. Sự thật lại khác hẳn. Chúng ta học cách chế ngự quyền lực thiên nhiên, đi ngược luật tạo hóa, khiến cho xã hội càng ngày càng đau khổ, bất mãn thêm. Sự chế ngự này, con đẻ của khoa học, chỉ đem lại lợi ích cho một thiểu số thôi. Do đó, lắm kẻ giàu sang sung sướng nhưng vẫn không sao hạnh phúc được trước khổ đau của đa số. Tóm lại, khoa học đã tạo cho con người nhiều khó khăn hơn là giải quyết các điều kiện căn bản của cuộc sống. Đức Mahayasa nhìn mọi người trong phái đoàn rồi tiếp tục. Đã có một giáo sư đại học hỏi Ramakrishna về bức tường vô minh mà khoa học không sao vượt qua được. Họ biết các vật vi tế như nguyên tử, điện tử, nhưng đó cũng chỉ qua sự ước đoán mà thôi, không phải biết một cách trực tiếp. Họ không biết các vật vĩ đại như các dãy thiên hà, nhưng cũng chỉ ngưng ở đây thôi. Ngài đã trả lời rằng ngoại cảnh chỉ đưa con người tới chỗ vô minh mà thôi. Theo Ngài, nếu nhân loại cố tìm tòi những gì khác hơn là bản chất con người, thì những kiến thức ấy không phải sự hiểu biết thật sự. Lời nói này có vẻ làm giảm giá trị của khoa học, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ta thấy Ngài rất có lý. Sự hiểu biết về khoa học hiện nay còn nhiều điểm đáng nghi. Các khoa học gia vẫn còn bất đồng ý kiến về một chuyện gì thì quần chúng đã lên tiếng ủng hộ. Do đó, những người bất đồng ý kiến cũng phải im, dù có thể họ rất có lý và số đông đã sai. Trong phạm vi khoa học, cũng như triết học và tôn giáo, ý kiến thường sai biệt ít nhiều. Tùy tâm trí nhà bác học, sự tìm hiểu chân lý bắt buộc một học giả phải có những đức tính cao quý, vì tâm trí học giả có một ảnh hưởng to lớn trong sự tìm hiểu, và sự hiểu biết chỉ có thể xem như một chánh kiến khi người tìm kiếm có đủ tư cách. Vì thế khoa học đã vấp nhiều lỗi lầm khó sửa. Sự thất bại của khoa học phát sinh từ một lầm lỗi nguyên thủy là các bác học tưởng mình đã biết, không cần sự tử biết mình. Trong cả hai trường hợp, họ bắt đầu cuộc đi tìm với những thành kiến sai lầm về bản chất của họ. Do đó, những điều họ tìm ra dù có giá trị vẫn bắt đầu từ những sai lầm căn bản. Hậu quả là khoa học ngày nay đã đưa nhân loại đến những hố thẳm thay vì chân trời sáng lạng. Một hôm, có tín đồ đến hỏi Ramakrishna về các thần tượng mà họ không thích. Họ muốn Ngài chấp nhận ý kiến của họ là không nên thờ Thượng Đế dưới hình thức thần tượng. Một người hỏi Ngài, Thượng Đế có sắc tướng không? Ngài đáp, ai nói rằng Thượng Đế có sắc tướng? Nếu Thượng Đế không có sắc tướng thì tại sao lại thờ Ngài trong các hình tượng làm gì? Chúng ta hãy để Thượng Đế sang một bên và xin anh cho tôi biết anh có sắc tướng không? Dĩ nhiên là có chứ,
hãy nhìn thân thể này. Nhưng anh có phải cái xác thân đen xám, râu tóc xòm xòm hay không? Dĩ nhiên tôi là xác thân này chứ còn gì nữa. Trong lúc ngủ say không mơ mộng, anh có phải là nó không? Có chứ, vì khi thức dậy tôi thấy tôi đâu thay đổi gì. Và rồi khi anh chết thì tôi cũng còn là nó. Vậy thì tại sao khi người ta hỏa thiêu nó không nói nó không chịu đi và muốn ở lại nhà? Tôi không phải thể xác này mà là sự sống trong nó. Anh hãy suy ngẫm kỹ về điều này. Hồi nãy anh nói rằng anh là thể xác này, bây giờ anh lại nói rằng không phải, cho mình là xác thân này là một lỗi lầm nguyên thủy. Bao giờ sự sai lầm này còn, dù anh nói Thượng Đế có xác tướng hay không cũng không ăn thua gì. Khi sự sai lầm này được đánh tan thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Tóm lại, theo Ramakrishna thì nguyên nhân của sợ hãi, dục vọng, ham muốn là do sai lầm đầu tiên, tự cho mình là xác thân này. Vì sợ hãi hay ham muốn đều bắt đầu từ thể xác này. Dĩ nhiên, rất nhiều người cũng đồng ý như thế và tin rằng con người không phải là thể xác mà là một sự sống trường cửu. Sách vở cũng nói như thế rất nhiều. Nhưng trong đời sống thực tế họ có làm gì khác đâu. Lúc đầu họ nghĩ rằng nhờ kiến thức thu thập, hiểu biết các chân lý cao siêu họ sẽ khác người thường. Nhưng tại sao họ vẫn hành động y như họ là thể xác này vậy? Nếu xác thân họ nhỏ bé, họ cho rằng mình bé nhỏ. Nếu xác thân họ to lớn, đẹp đẽ, họ cho rằng mình lớn đẹp. Nếu xác thân họ ốm đau, họ cho rằng mình bệnh hoạn. Nếu tư tưởng họ phong phú, họ cho rằng mình thông minh. Tóm lại, sự sợ hãi và dục vọng vẫn y như xưa. Có thể lại còn gia tăng hơn vì họ hãnh diện về sự hiểu biết của mình hơn xưa. Nói một cách khác, sở dĩ họ làm thế vì chưa chứng nghiệm được con người thật sự của mình. Sự sai lầm nguyên thủy vẫn còn tác động mạnh mẽ nơi họ. Kiến thức của họ chưa tạo được một sự biến chuyển thật sự. Ramakrishna đã dạy rằng kiến thức về tâm linh thu thập qua sách vở thường tai hại hơn là một người thất học dốt nát. Những người kiến văn quảng bác, lịch thiệp bằng cấp, danh vọng thường ích kỷ, lại còn ngạo mạn, họ cho rằng mình biết nhiều, hiểu nhiều và không chịu tìm hiểu, thực hành đào sâu vào thêm nữa. Đó là sự hiểu biết hời hợt qua sách vở, chứ đâu phải là một chứng nghiệm nội tâm. Sách vở chỉ là la bàn hướng dẫn, chứ đâu phải minh triết thật sự. Sự thu thập kiến thức kiểu này tạo nên tình trạng hỗn độn trong triết lý và thần học. Các triết gia và nhà thần học đã thảo luận không ngừng về những vấn đề khó khăn, nhưng nguyên nhân đầu tiên, sự thật cuối cùng, bản chất thời gian, định mệnh con người, tự do, giải thoát, vân vân, và chả đạt đến một kết quả nào. Các bậc hiền triết đứng bên ngoài cuộc thảo luận đó vì họ có lối giải quyết riêng. Trái với các giải pháp trí thức, thay vì thảo luận, họ cố khám phá lấy sự thật, và khi tìm ra sự thật, các vấn đề trên sẽ đương nhiên được giải quyết. Nói đến đây, Đức Mahayasa lặng yên, chìm đắm trong một không khí êm đềm nào đó. Giáo sư Evans Wen cố gắng: "Nhưng con người không thể sống bằng đức tin, mà còn phải thỏa mãn lý trí nữa. Đối với những người thiên về lý trí, không biết ngài nghĩ sao?" Mahayasa mỉm cười: "Nếu thầy Ramakrishna còn sống, có lẽ ngài sẽ khuyên ông nên cầu nguyện." "Ở tại sao lại như vậy?" "Cầu nguyện là phương tiện cuối cùng của con người. Khi nào lý luận tỏ ra bất lực thì sự cầu nguyện sẽ bổ sung, phù trì, cứu độ." "Nhưng nếu tôi không thể cầu nguyện thì phải làm sao?" Đức Mahayasa nhìn giáo sư Swen, ánh mắt ngài long lanh một niềm ưu ái. "Ông nên tiếp xúc với các bậc chân tu. Các vị này sẽ hướng dẫn tâm hồn ông lên cõi thiêng liêng và thức động các khả năng thiêng liêng nhất của ông. Có lẽ ông cần một vị thầy